Sao cô có cái cảm giác ai đi theo mình nhở? Hay là lại gặp ba? Ôi, đau tay quá, mới sáng ra mẹ đã bắt đi chợ rồi. Gì anh? Cậu là ai đây? Ăn cướp à? Không phải đâu, tớ chỉ là người qua đường, tớ không phải là cướp. Tớ thấy cậu mang nặng nên tớ xách giúp thôi. Có thật không đấy? Xã hội bây giờ vẫn còn người tốt như cậu à? Ừ thì thật mà, tôi chỉ là người vô tình đi ngang qua đường giúp cậu thôi. Cậu đi đây, tôi tự xách được, cảm ơn cậu. Được đấy. Thấy sao? Ngon đấy. Mà này nhé, dạo này ấy, tao lại để ý một cái em nhỏ lớp bên. Mà ấy, em tao thấy em đấy lại còn có thiện cảm với tao. Tao thì đang định rủ em ấy đi nước. Được, đùa tao à? Mà khi mà hay hỏi lắm mà. Sao hôm nay mày hứng hờ đấy? Tao chả thèm hỏi. Mỗi lần mày định rủ em nào đi uống nước lại đều vay tiền tao. Nơi ngoài tao lại tưởng tao nuôi trai bao cơ đấy. Đi, mày nói thế mà nghe được à? Tao tưởng tao mày là anh em thương máu rồi mà. Thôi được rồi, thế lần này vay bao nhiêu? Thì cũng định một, nhưng mà hai, 200. 200 thôi, còn có 70 rồi. Ít thế. Có lấy không? Cầm tạm được. Tối hôm qua tao trằn trọc mãi không ngủ được, không biết là có nên mượn tiền mày hay không. Lăn qua lăn lại, lăn thế nào một lúc sau thì ngủ quên mất. Rồi là mày trằn trọc dữ chưa? Hèn gì mượn tiền mãi chả chịu trả. Nhưng mày chắc gì tao đã trả? Nghĩa là vui vui tao quỳ luôn sao? Mày yên tâm, mày như thế thì ai dám đánh mày? Có khi còn phải cơm bưng nước rót để mày còn trả lại tiền cho tao. Ôi nói vậy thôi, chứ tao thì kiểu gì cũng cố gắng tìm cách trả tiền cho mày. Mày nói gì đấy? Chúng ta là anh em xương máu cơ mà, tao không tính toán đâu. Nhưng mà mày nên nhớ ấy, có chí thì nên, có nợ thì phải trả. Thằng này, mày không tin tao à? Nhưng mà thiếu thiếu gì nhỉ? Con Hương. Cái gì? Sao mày cứ nghĩ đi đâu thế? Mọi khi mày bàn luận sôi nổi lắm mà. Mày khờ quá. Nó đang suy nghĩ về bài kiểm tra ngày hôm nay. Mày nói có 5 điểm thôi. Hương, mày đừng có buồn. Có những thằng ấy, nó chỉ được có 2 điểm thôi. Mà nó còn vay tiền của tao để đi chơi với gái. Này, mày vừa phải thôi nhá. Tao cũng có lòng tự trọng của tao nhá. Thích ấy, thì tao trả lại mày tiền luôn. Ok. Ấy, Hương, có chuyện gì thế? Cái thằng này. Dạo này tao có cảm giác ai theo dõi tao ấy chúng mày ạ. Tao khó chịu vô cùng. Mày có đoán được là ai không? Trước mắt thì tao có nghi ngờ một người, nhưng mà không biết có đúng không. Chúng mày giúp tao với. Ok, chuyện gì khó ấy, cứ để thằng Toàn lo. Sao lại là tao? Thế không là mày chả nên là tao à? Ôi này. Tôi nghe nói là cậu bị ốm. Mà cậu bị ốm thì cậu nên nghỉ đi. Việc này để tôi làm cho. Này, tôi không cần nhá. Cậu có biết là tự tiện vào người khác là vi phạm pháp luật không? Tôi tưởng cậu học yếu môn giáo dục công dân mà cũng không yếu nhỉ. Cậu còn biết luật cơ đấy. Sao cậu lại biết tôi yếu môn đấy? Lại còn biết tôi bị ốm nữa. Cậu theo dõi tôi đấy à? Thì... Cậu đi ra khỏi nhà tôi nhanh đi. Cậu đi đi. Cậu đi về đi, tôi không nghĩ thấy mặt cậu đâu. Cậu đi về đi. Cậu đi đi. Có chuyện gì thế không? Bắt được mày rồi nhá. Mày là thằng biến thái suốt ngày theo dõi Hương đúng không? Giờ tao với mày đem nói công an lại còn nó mặc giống tao nữa. Các cậu nghe tôi giải thích đã. Giải thích gì tầm này, lên công an giải thích. Bỏ tay ra. Tôi thích Hương. Tôi thực sự rất thích Hương.
tôi lo lắng cho cô ấy nên tôi mới theo dõi cô ấy. Ui ui, sao cậu dài rụt thế? Ai lại đi thích cái con nhìn này, mắt thì bé, mũi thì thấp, tính cách còn bao nhiêu cô gái đẹp thì không thích, lại thích nó. Chúng mày nói cái gì đấy? Đấy, mày thấy chưa? Từ bỏ nhanh đi còn kịp. Nhưng tôi thấy cô ấy có khuyết điểm gì đâu. Này, tôi rất hiểu cho cậu. Với một người con gái xinh đẹp tuyệt vời như tôi thì rất khó cho cậu. Nhưng cậu hãy cố gắng hạ thấp tiêu chuẩn xuống một chút, tìm một con gái bớt xinh đẹp lại. Cậu cứ như thế này thì tôi cảm thấy phiền lắm. Đúng rồi, Hương nó bận lắm, nó phải ôn bài, không là nó đúp lớp mất. Nếu cậu đang nói vậy vì tôi mà làm ảnh hưởng đến học tập của Hương, tôi sẽ không xuất hiện trước mặt cậu ấy nữa. Đúng là thằng nhỏ số khổ, thích ai không thích, lại thích ngay bà Trần. Này, tôi hiền hậu như này mà các ông nói tôi thế à? Ừ, hiền lắm, có không giữ tí nào đâu. Đúng rồi, mày mà hiền lành thứ hai ấy thì chả ai dám chủ nhật đâu. À, thôi, tao phải về phụ mẹ bán hàng nữa. Thôi, nhá. Tao cũng về, tao ôn bài, tao sợ bị hai điểm lắm. Anh bà con này, chiều nay tao qua nhà mày mượn vở nhá. Mày hôm ốm quá, chẳng ghi chép được gì. Không thành vấn đề, thôi bọn tao về đây. Mẹ ơi, con sang nhà thằng Toàn mượn quyển vở. Em chào anh. Em qua chơi à? Dạ vâng ạ. Ô, chúng mày đang xem gì ấy? Hình xăm. Sao cơ? Mày nói nhỏ thôi mà anh ta nghe thấy. Bọn tao đang xem bé mẫu hình xăm. Anh ơi, còn vài tấm hình này. Cái gì? Ở đâu? Bọn em bị mua mấy hình trên mạng về dán cho vui ấy mà. Danh con xăm với cả chỗ. May mà xăm thì biết tay tao đấy. Cày vãi. Mày cứ liệu hồn đấy. Sao mày ác thế? Mày ác vừa thôi. Chúng mày ấy, làm cái gì thì phải xin phép người lớn chứ. Ở cái độ tuổi này thì dễ mắc sai lầm lắm ấy nhá. Mà tao nghe nói á, mày mà định xăm cái hình gì thì hình đấy sẽ theo mày suốt đời luôn. Định mua mấy cái hình xăm giả về dán để hù mấy đứa hàng xóm. Tao cũng khép đít lại mày đấy. Ừ, ok là sai, tao xin lỗi, được chưa? À mà, Hương này, cái vụ đấy sao rồi? Cái vụ mà có cái thằng gì nó hay theo dõi mày ấy. Tao thấy có vẻ nó không chịu bỏ cuộc chúng mày ạ. Tao thấy rất là khó chịu. Hay là chúng mày tìm cách giúp tao đi. Hay là mày đồng ý yêu nó luôn đi cho rồi. Tao thấy nó cũng chân thành mà. Yêu và học hành xa sút lắm. Ừ. Mày đứng tốt cuối của lớp thì sút vào chỗ nào nữa. Kệ tao. Tao không thích người đàn ông yêu sai cách. Thế theo mày ấy, yêu như nào mới là đúng cách? Thì ít nhất nó không khiến cho người con gái phải cảm thấy cái phiền, khó chịu. Đằng này nó cứ đeo theo tao như thằng biến thái ấy. À, tao có cách này. Chúng ta xem có được không nhá. Được đấy. Đúng là lâu rồi tao mới thấy mày thông minh được như thế đấy. Này, mày khen thật hay là khen để của tao đấy? Thôi, chúng mày đừng cãi nhau nữa. Cứ như thế mà tiến hành nhá. Tao mệt mỏi lắm rồi. Thôi tao đi về đây. Ok. Cứ thế mà tiến hành nhá. Cô định làm gì đây? Có gì từ từ nói. Em thích anh. Cái gì? Cô bị dở hơi à? Tôi với cô có quen biết gì đâu mà lại thích. Em không cần biết, em thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lần đầu tiên tôi gặp cô là khi nào nhỉ? Đây, lần này này. Đây là lần đầu chúng mình gặp nhau mà. Thôi, cô đừng có đùa nữa. Tránh ra cho tôi đi. Tôi đang có việc gấp rồi ấy. Muốn em đi thì cũng được. Nhưng mà anh phải cho em xin đồ trước đã. À, hóa ra là cô muốn tiền.
Nói đi, cô muốn bao nhiêu? Tiền thì ai cũng thích. Nhưng mà anh cho em xin một ít tóc của anh về để em làm kỷ niệm nhá. Sao cơ? Tóc á? Này, tôi nói cho cô biết nhá. Cô đừng thấy tôi đẹp trai mà cô định bỏ bùa rồi đấy nhá. Anh yên tâm, em chỉ xin về để làm kỷ niệm thôi. Em không bỏ bùa gì anh đâu mà sợ. Em có mang kéo này hay để em cắt cho anh nhá. Cô bị điên à, tránh xa tôi ra. Ôi, anh ơi, em thấy anh thật mái, cho em xin một ít tóc thôi. Này, này, chúng mày thấy cách của tao hay chưa? Tao sợ rồi kìa. Hay thật đấy, công nhận. Cứ phải như thế thì nó mới hiểu cảm giác của tao. Nhưng mà sao chúng mày biết nhà nó thế? Mày quên thằng Thành là vô thông tin à? Nó tìm thông tin hơi bị nhanh ấy. Nhưng mà tao lại phải tốn mất mấy chục nghìn mới moi được thông tin của nó ấy. Tốt lắm, con trai của ta. Mà tao nhớ mày hết tiền rồi cơ mà. Tiền ở đâu thì mày cũng biết mà. Này nhá, tao không còn tiền cho mày vay nữa đâu. Khổ trước xứng sau thế mới chào. Tình nghĩa anh em có chắc bên đâu. Thôi, dừng lại, tao cho mày vay, mày đừng hát nữa. Thế mới gọi là bạn tao nhá. Thôi, mọi chuyện cũng ổn đấy. Mình đi về đi. Về. Thằng kia nhớ tao vay tiền nhá. Nhưng mà nghĩ đến tội. Đi thôi đi. Cũng kệ. Này, này, nhớ tao vay tiền. Tài. Gì đây? Anh đang làm gì đấy? Lại là cô à? Cuối cùng em cũng tìm thấy anh rồi. Sao cô cứ bám cho tôi mãi thế? Tại vì em thích anh mà. Cô nói vậy là sao? Thích là có quyền xen vào cuộc sống riêng tư của người khác à? Cô biết là cô phiền lắm không? Hả? Cậu mà không biết chuyện đó à? Thế bây giờ cậu đã hiểu cảm giác của Hương chưa? Thì cậu có biết ấy, như thế nào là yêu không? Là ấy, cậu chỉ cần làm cái con gái đấy hạnh phúc, vui vẻ là được rồi. Cậu đâu cần thiết phải theo dõi như vậy đâu. Chính cậu đang là người cảm thấy khó chịu khi người khác đang theo dõi cậu đấy. Yêu không sai, nhưng cách cậu thể hiện như vậy là sai. Cậu làm như vậy ấy, Hương chỉ càng sợ cậu thôi. Tôi không tin. Chỉ cần tôi kiên trì thì Hương chắc chắn sẽ cho tôi một cơ hội. Không có đâu. Tôi rất trân trọng tình cảm của cậu dành cho tôi. Nhưng tình yêu là từ hai phía. Tôi không thể ép buộc bản thân mình được. Hoặc sau này tôi có chấp nhận yêu cậu thì đấy chỉ là sự thương hại của tôi thôi. Tôi hiểu rồi. Bấy lâu nay tôi đã lầm. Tôi xin lỗi.